Hàng chục bá vương học đường diễu hành khiến ga tàu Cát Linh Hà Đông trông như ga tàu điện ngầm Tokyo. What the hell? Đi mấy bước thì quay lại lắc lắc đầu. 26 Sơn La chào anh em nhớ. 29 Hà Nội nhớ. 11 Cao Bằng. 99 Bắc Ninh thì cứ gọi là hết nước chấm. Việt Nam không có tuyết nhưng các anh vẫn trắng đầy vai. À đầu. Mấy hôm nữa đội đầu chọc mặc màu trắng xuất hiện. Ôi trời ơi. Chắc đi viếng ai thôi. What? Nhìn giao diện em như này có được các đại ca kết nạp tạm không ạ? Thế này thì không được nạp rồi, đâu có tóc đâu mà lắc. Đầu như cả tháng không gội, chưa theo trên lắc đầu mà gầu đã đổ trắng áo vài anh em rồi. Đúng gu chị em ưa bụi bặm luôn. Tết đến nơi, làm quả tóc trông nhìn trẻ hẳn ra. Hả? Đang từ chị sang thành thím. Thoáng mắt trẻ trung. Quả là trẻ, mà trẻ người non dạ. Làm xong quả tóc trẻ ra hẳn cộng 10 tuổi. À đầu. Tình người yêu, không sinh muộn hơn 97, không cười ca, không chơi top, không hỏi bản đồ sao, không tin ta đâu, không đu OTP, không thích trai hoạt hình, không dai can tọp vẻ mì, không trà sữa, không Shopee Lazada Tiki. What the hell? Mẹ tao còn nghiện top với Tiki Shopee thì chắc mày yêu được bà cố tao thôi. OTP là cái mã nó gửi về điện thoại đấy à? Có bà ngoại tui nè. Xin info bà ngoại. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Này thì ba bích. Em đủ tiêu chuẩn luôn ạ. Chỉ là con em mới 4 tháng nên hơi ít thời gian để yêu đương ạ. Anh có muốn chấp nhận em không ạ? Thế thì không có sinh muộn hơn 97 đâu, mẫu này thì chỉ có không sinh muộn hơn 79 thôi. Quá chuẩn luôn. Mạnh dạn giới thiệu anh búp bê Nhật. Tôi vô tình chụp được một đám mây giống y chang con thỏ nè. Mắt mũi ông kiểu gì vậy? Rõ ràng là hình cái cánh gà rán mà lại bảo con thỏ. Thế cho nó nhanh. Thỏ đây còn gì nữa? Rõ ràng là cục cất mà. Lại bảo không phải đi. Wow. Hãy nói rằng không chỉ mình tôi nhìn thấy giống đống cứt đi. Công an kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố lừa đảo, không có việc phạm tội, không khởi tố vụ án. Xin lỗi khá bảnh, em lỡ hứa là cho anh xem hài miễn phí trong kia rồi, chắc em thất hứa với anh quá. Không sao, tuy không làm được, nhưng hứa được. Oh my God. Bạn nhậu say Minh lấy xe của nó, chở nó về nhà và 5 tháng rồi mình không trả xe và liên lạc với nó. Giờ thấy công an kết luận vụ Hoài Linh nên mình cũng yên tâm. Đấy tôi bảo rồi mà, chú Linh chắc chắn là người minh bạch. Đôi lúc chú có chậm trễ một xíu nhưng chú cũng có tuổi rồi, bắt bao gạo làm sao như thanh niên được. Thương chú Quyền Linh. Uổng công cháu luôn đặt niềm tin ở chú. Cháu biết chú Linh là một người rất tốt, mãi yêu chú Quyền Linh. Chỉ giải ngân chậm từ tháng 10 lũ lụt tới tháng 5-6, bà con đang nắng nóng cực được gọi ra lấy áo phao với mì gói thôi, chứ có gì đâu. Thì
cũng đúng mà, phát giác cái là ổng chuyển hết đến các tỉnh lúc mùa hè rồi mà, sao mà nói ăn chặn được. Nhưng mà cái giá đắt nhất phải trả là niềm tin của khán giả đã biến mất, hình ảnh nam danh hài đại thụ của làng hài trong Nam dần dần bị phai mờ. Quá chuẩn luôn. Săn cùng Hoài Linh nào mọi người ơi. Siêu voucher 14 tỷ. Wow. Thứ anh em cần là nụ cười của em. Con gái cứ nghĩ con trai mê cái này mê cái kia, nhưng thật ra đây mới là thứ làm anh em tôi u mê. Em có nụ cười lộ hàm răng hô anh có mê không? À đâu. Tôi đang thắc mắc là anh em thích nụ cười ngang hay nụ cười dọc vậy nhỉ? Tôi thì tôi thích cả hai. Có nghe chưa? Con gái mà xuống răng cửa cười ao tu sinh luôn á. Tao với nó lại cãi nhau. Tao nói thật, mày bỏ cờ MNG cho rồi, yêu nhau kiểu đấy không mệt à? Mắc gì bỏ chứng minh nhân dân? What the hell? Bỏ cờ MNG dùng cờ vô cờ giờ còn gì? Kiểu gì? Bỏ đi mà dùng căn cước công dân. Cờ MNG nên bỏ vì có thể trùng chứ căn cước thì không trùng được. Bỏ ra cho nó biết mày là ai. Vậy chiều nay anh qua đón em đi chơi đi. Không được đâu, chiều anh về cơ quan họp giao ban rồi, để hôm khác em nhé. Ủa, anh chạy xe ôm mà. Họp thật chứ đùa với cô à. Thực ra anh làm việc trong Viện Nghiên cứu Thần kinh Trung ương, nhưng mà anh mới được lên chức. Vậy anh nghề gì? Anh làm vật cho người ta thí nghiệm. Hả? Xe ôm giao ban là chuyện thường, tao hay chạy xe ôm ca sáng chiều về giao ban cho bạn lấy xe chạy ca chiều đó thôi. Đáp án câu hỏi IQ phần trước là 19. Chúc mừng bạn Hen DJ đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Ngoài ra top 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Hoàng Lê Minh, Thợ Săn, Đức Nguyễn, Sang Đông, 01 Hoàng Văn Anh, SSSSSS, Khôi Phạm, Trần Thị Thủy, Sơn Nam, An Nguyễn Tuấn. Còn đây là câu hỏi phần này, hình con gà dưới đây ẩn giấu con số nào? Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.